Trường hợp người bảo lãnh không đi làm, không có thu nhập, thì cần phải có thêm người khác làm người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ tài chính, nếu ở khác địa chỉ thì dùng mẫu đơn Form I-864, là người sẽ cùng chịu trách nhiệm về tài chính với người bảo trợ chính đối với chính phủ Mỹ. Trong đó, người đồng bảo trợ cam kết với chính phủ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về tài chính cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Mỹ và trở thành thường trú nhân. Người đồng bảo trợ tài chính phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng mức thu nhập quy định, mức thu nhập quy định I-864B. Và đây là mẫu bản thu nhập quy định Poverty Guideline được áp dụng riêng cho mỗi năm, còn gọi là I-864B của Sở Di trú. Thông thường thì khoảng đầu tháng 3 là Sở Di trú họ sẽ ra một cái thông báo, một cái bản mới áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm đó cho đến khi có bản mới được thông báo tiếp theo. Và ai cần phải điền mẫu đơn I-864A này? Thành viên gia đình dùng cho mục đích của mẫu đơn Form I-864A là người đồng bảo trợ nếu như là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh, chị, em hay là con trưởng thành của người bảo lãnh và ở cùng địa chỉ sẽ dùng mẫu đơn I-864A. Trường hợp này, thu nhập của người đồng bảo trợ sẽ được cộng chung với thu nhập của người bảo trợ. Người thân hay người khác mà người bảo trợ khai như người lệ thuộc vào mình trên giấy khai thuế liên bang mới nhất, mặc dù không sống chung cùng địa chỉ với người bảo trợ. Vợ hoặc chồng của người đồng bảo trợ ở khác địa chỉ, nếu như khai thuế chung, thì vợ hoặc chồng của người đồng bảo trợ điền I-864A, còn người đồng bảo trợ sẽ điền I-864. Và một trường hợp nữa là người di dân tương lai, trong một vài trường hợp. Người đồng bảo trợ không có mối quan hệ gì với người bảo lãnh, thì phải điền đơn I-864, dù ở cùng địa chỉ. Trường hợp này, thu nhập của người đồng bảo trợ sẽ không được cộng chung với thu nhập của người bảo trợ. Và ở cuối đơn I-864A, phần chỗ chữ ký, thì người ký đơn phải ký chữ ký sống, không được in điện tử và không đóng mộc tên. Để tải mẫu đơn này, thì chúng ta có thể vào website của Sở Di trú, theo đường link này. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm chọn chữ Form. Tiếp theo, cái bảng web mới hiện ra thì chúng ta kéo xuống dưới. Ở phía dưới này chúng ta chọn cái chỗ I-864A. Ta bấm vào chỗ Form Detail. Sau đó nhìn ở phía dưới có chỗ Form I-864A bản PDF. Chúng ta bấm vào tự động. Cái form này sẽ được tải về máy vi tính. Chúng ta in ra và điền. Hoặc là chúng ta có thể đánh máy, điền trên máy vi tính. Sau đó chúng ta in ra và ký tên. Ở đây Điệp sẽ làm mẫu cho mọi người xem. Ta sẽ vào website của Sở Di trú, sau đó bấm chọn Form. Ta sẽ kéo xuống dưới, tìm cái mẫu đơn I-864 ở cuối trang. Ta kéo xuống. I-864 ta bấm vào hoặc là bấm chỗ cái Form Detail. Sau đó kéo xuống chọn Form I-864A bản PDF. Ta bấm vào là file sẽ được tải về. Và bây giờ, cô chú và các anh chị cùng tham khảo với Đẹp cách điền đơn I-864A. Sau khi tải cái mẫu form I-864A về, thì chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy ở chỗ này là hợp đồng giữa người bảo trợ và người chung hộ. Cái mẫu đơn này là mẫu đơn mới nhất, là áp dụng cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Phần dưới này là của Sở Di trú giữa SCAS, chúng ta bỏ qua không có điền, chúng ta chỉ bắt đầu điền từ chỗ Start Here này trở xuống dưới. Ở phần 1, thông tin thành viên chung hộ, đồng bảo trợ. Chúng ta điền đầy đủ họ, tên và tên lót, địa chỉ nhận thư. Nếu như chúng ta có người nhận chuyển thư giùm, ghi tên của người đó vô trong cái ô này, còn nếu như không có thì chúng ta ghi N-A. Số nhà, tên đường, nếu như ở căn hộ hoặc là dãy hoặc tầng thì chúng ta tích vào trong này, chỗ này là căn hộ, dãy và tầng, thành phố hoặc là thị trấn, bang, mã vùng, tỉnh, mã bưu điện, quốc gia. Câu số 3 là địa chỉ nhận thư có giống như địa chỉ cư trú hay không. Nếu như giống thì chúng ta chọn Yes, nếu không thì chúng ta bấm No. Và nếu như chúng ta bấm chọn No ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp địa chỉ cư trú từ câu 4A cho đến 4H. Còn nếu như chúng ta chọn Yes, giống thì chúng ta có thể bỏ qua. Đây là phần địa chỉ cư trú.
các thông tin về địa chỉ trong cái đơn thì sẽ cũng lặp đi lặp lại, như là số nhà, tên đường, thành phố, thị trấn, mã vùng, chúng ta có thể dựa vào cái mẫu chúng ta điền. Phía dưới này là thông tin khác, tháng ngày năm sinh, chỗ này là phần nơi sinh và thành phố hoặc là thị trấn sinh ra, bang hoặc là tỉnh sinh ra, quốc gia nơi sinh. Nếu như có số an sinh xã hội thì chúng ta nhập vào tài khoản sở di trú nếu như có. Qua phần thứ hai, mối quan hệ với người bảo trợ. Câu 1A, tôi là người được bảo lãnh chính và là vợ hoặc là chồng người bảo trợ. Câu 1B, tôi là người được bảo lãnh chính và ở chung hộ với người bảo trợ. Câu 1C, tôi không phải là người được bảo lãnh chính, tôi là người ở chung hộ với người bảo trợ. Mối quan hệ của tôi với người bảo trợ là... Chỗ này, vợ hoặc là chồng, con trên 18 tuổi, cha, mẹ, anh, chị em, người phụ thuộc khác. Người phụ thuộc khác này là theo giấy khai thuế dù không ở chung nhà. Và ở phần câu số 1 này thì chúng ta chỉ chọn 1A, 1B hoặc là 1C thôi. Nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ chọn 1C. Tuy nhiên trừ cái mục vợ hoặc chồng hoặc là other dependent, ở chỗ này người phụ thuộc khác, thì NVC họ sẽ yêu cầu chứng minh mối quan hệ. Cho nên cách tốt nhất để chứng minh là nộp kèm theo giấy khai sinh. Nếu như chúng ta chọn con hoặc là cha mẹ hoặc là anh chị em. Qua phần 3, việc làm và thu nhập của người đồng bảo trợ, chung hộ. Công việc hiện tại của tôi là, nếu như chúng ta làm thuê thì chúng ta ghi nghề nghiệp, chức vụ và chúng ta chọn câu số 1, tích vào. Tên nơi làm việc. Nếu như có làm thêm một công việc khác nữa thì chúng ta ghi thêm tên nơi làm việc thứ hai nếu như có. Nếu như tự làm chủ thì chọn câu 4, tích vào, ghi tên nghề nghiệp hoặc là chức vụ. Nếu như chúng ta đã nghỉ hưu thì chúng ta chọn câu số 5, nghỉ hưu từ tên công ty, từ tháng, ngày, năm nào. Nếu như thất nghiệp từ thì chúng ta chọn câu 6 và ghi tháng, ngày, năm. Câu số 7 là thu nhập cá nhân hàng năm hiện tại là bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi cái số đó vào. Qua phần số 4, thông tin về thuế thu nhập và tài sản. Câu 1A, bạn đã khai thuế liên bang cho 3 năm gần nhất chưa? Yes hoặc là no. Phần note của câu này là bạn phải nộp kèm bản photo hoặc là bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm thuế gần nhất. Câu 1B là phần không bắt buộc. Có nghĩa là tôi đã đính kèm bản photo hoặc là bản sao giấy thuế liên bang của năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3 gần nhất. Phần này, tổng thu nhập của tôi là tổng thu nhập điều chỉnh trên IRS mẫu 1040EZ. Khai trên giấy thuế thu nhập liên bang trong 3 năm gần nhất là, đây là năm khai thuế, đây là tổng thu nhập, đây là gần nhất thứ 2 hoặc là thứ 3. Nếu như chúng ta có tài sản thì chúng ta sẽ điền cái từ câu 3A cho đến câu 3D. Chúng ta chỉ điền cái phần này nếu như có lấy tài sản cần thiết chúng ta để vô. Câu 3A có nghĩa là điền số tiền còn lại của tất cả tiền mặt, tài khoản tiết kiệm hoặc là chi phiếu. Câu 3B, điền giá trị thật bằng tiền mặt của bất động sản. Câu 3C, điền giá trị thật bằng tiền mặt của tất cả cổ phiếu, cổ tức, giấy chứng nhận gửi tiền và tài sản khác không bao gồm mục 3A và mục 3B. Câu 3D, cộng tất cả từ câu 3A cho tới câu 3C và điền vào ô này. Qua phần thứ 5, cam kết trách nhiệm của người bảo trợ. Phần này chúng ta ghi tên của người bảo trợ, ghi chữ hoa. Ô này là số lượng người được bảo trợ. Số lượng người được bảo trợ ở đây sẽ phụ thuộc vào phần trả lời từ phần 3 trong cái form I-864 của người ở cùng họ với họ. Qua trang thứ 3, phần 5 tiếp theo. Tùy theo người được bảo trợ trong đơn này là bao nhiêu người. Đây là người được bảo trợ thứ nhất. Ghi họ, tên và tên lót, tháng ngày năm sinh, số đăng ký ngoại kiều nếu có, số an sinh xã hội nếu như có, địa chỉ sở di trú online nếu có. Phần ở dưới này tiếp theo là người được bảo trợ thứ hai, thứ ba, thứ tư và thông tin của người được bảo trợ thứ năm. Phần này là tường trình người bảo trợ. Câu số 26
Nếu như chúng ta tự đọc hiểu tiếng Anh và tự điền đơn này thì chúng ta sẽ chọn câu 26A. Tích vào đây. Tiếp theo ở phía dưới, trang thứ tư. Tiếp theo của phần 5, câu 26B có nghĩa là nếu bạn có nhờ người nào đó phiên dịch ra tiếng Việt. Các nội dung trong đơn này thì chúng ta sẽ ghi Vietnamese vào trong cái ô này nếu như chúng ta chọn câu 26B. Đối với câu 27, nếu như có người điền đơn giúp thì chúng ta sẽ ghi tên của người điền đơn giúp này vào. Thông tin liên lạc của người bảo trợ, điền số điện thoại thường dùng, số điện thoại di động nếu như có sử dụng, email nếu như có. Phần ở dưới này là xác nhận của người bảo trợ. Những dòng này là những dòng mà sở di trú họ nhắc để cho người ký cái đơn này đồng ý về trách nhiệm sau khi ký cái đơn. Chữ ký của người bảo trợ, ký tại đây bằng viết mực đen, là ký sống chứ không in ra, và tháng ngày năm ký. Qua phần thứ 6 là trách nhiệm của người bảo trợ trung hộ. Ghi tên người bảo trợ trung hộ, viết hoa. Ghi tên số người ở phần 5 được bạn bảo trợ. Những cái mục A, B, C, D này là những cái cam kết mà người ký đơn này phải chịu trách nhiệm. Qua trang thứ 5, phần 6 tiếp theo. Mục E và F là tiếp theo các cam kết trách nhiệm sau khi ký đơn này. Chỗ này là tường trình của người bảo trợ trung hộ. Câu 1A, nếu như chúng ta tự điền, tự đọc hiểu tiếng Anh và tự điền đơn này, chúng ta chọn 1A. Nếu như có người giúp dịch đơn này, là chọn câu 1B và ghi Vietnamese, tiếng Việt, nếu như chọn câu này. Câu số 2, nếu như có ai điền giúp đơn này thì chúng ta sẽ ghi cái tên của người đó vào ô này. Thông tin liên hệ của người bảo trợ trung hộ. Số điện thoại thường dùng. Số di động nếu như có sử dụng. Email nếu như có. Phần ở phía bên tay phải là chứng nhận của người bảo trợ trung hộ. Ta sẽ đọc kỹ những phần này mà sở di trú họ lưu ý. Phần này chữ ký của người đồng bảo trợ trung hộ. Câu 6A, ghi tên người đồng bảo trợ trung hộ, viết hoa. Chữ ký của người đồng bảo trợ trung hộ và tháng ngày năm ký. Sau đó qua phần thứ 7, thông tin trách nhiệm của người phiên dịch. Nếu như chúng ta có nhờ người phiên dịch giùm, điền các thông tin của họ vào những cái ô trong phần 7. Nếu như chúng ta tự điền, chúng ta sẽ bỏ qua phần số 7 và phần số 8. Ở trên số 6, tiếp theo phần 7, nếu như chúng ta tự điền thì chúng ta có thể bỏ qua phần này. Phần 8, thông tin trách nhiệm của người điền giúp đơn. Nếu như chúng ta nhờ người điền giúp đơn này điền những cái thông tin của họ vào trong cái phần này. Qua trang thứ 7, tiếp theo phần 8. Ở câu số 7A, chúng ta chọn câu này nếu như người điền giúp đơn không phải là người đại diện hồ sơ mà chỉ là người điền giúp đơn. Câu 7B, nếu như hồ sơ có nhờ luật sư thì họ sẽ chọn câu 7B. Qua trang cuối cùng là phần 9, thông tin cần điền thêm. Nếu như ở các phần trên không đủ chỗ điền thông tin thì các thông tin còn thiếu sẽ điền ở phần chính này. Khi điền, chúng ta cần ghi rõ số trang, phần số máy, mục số máy. Ở chỗ câu 3A là trang số, phần số và mục số máy. Chúng ta ghi ra để sở di trú khi mà họ kiểm hồ sơ thì họ biết chúng ta bổ sung cho phần nào. Đơn đồng bảo trợ tài chính này có 8 trang tổng cộng. Hy vọng qua video clip này, cô chú và các anh chị có thể tự điền đơn I-864A cho bộ hồ sơ của mình. Hiệp cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Nếu như mọi người thấy video clip hữu ích thì nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Để Điệp có động lực làm thêm những video clip mới để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip. Xin chào ạ.